Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp của cung Thiên Bình ha. Rồi nếu như mà bạn bắt gặp cái video này bất ngờ thì sẽ là cái thời gian nào đó tiếp theo. Còn nếu như mà bạn hiện tại xem video này thì sẽ là năng lượng tháng 6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là Thiên Bình của chúng ta trong cái thời gian sắp tới tháng 6 có những cái điều gì ha. Rồi. Ok. Đầu tiên á, là mình sẽ thấy bạn có một cái năng lượng tình cảm, ngọn lửa sinh đôi, cũng như là một cái năng lượng tình cảm mang cho bạn một cái bài học rất là lớn ha. Ở đây á, thì cái quan điểm của mình á, khi mà gặp một cái liên kết mối quan hệ ngọn lửa sinh đôi á, thì mình sẽ đi kèm với lại cái suy nghĩ rằng á, là các bạn đừng lo lắng hoặc là đừng có gọi là thần thánh hóa cái liên kết mối quan hệ ngọn lửa sinh đôi làm gì ha. Các bạn hãy nghĩ đơn giản như vậy: khi mà bạn không chịu thức tỉnh, khi mà bạn cứ cố chấp, bạn ở giống như là bạn không chịu thay đổi bản thân mình, bạn cố chấp trong một câu chuyện tình cảm hoặc là trong cái năng lượng của bạn trong tương tác tình cảm nói chung, cho dù bạn không quen ai nhưng mà bạn vẫn có những cái hạt giống nó rất là không có được tốt trong cái năng lượng tình cảm. Không phải là bạn không tốt, nhưng mà cái hạt giống đó là cái nghiệp quả nó sinh ra từ cái tính cách của bạn, từ cái suy nghĩ của bạn, từ rất nhiều thứ. Cái hạt giống đó nó vẫn luôn luôn ở trong lòng của bạn, luôn luôn ở trong người của bạn, chứ nó không có thay đổi, cũng như nó không có biến mất. Mà khi bạn kết nối với một người mà cái người đó đó họ là cái người mà bạn khao khát, bạn mong muốn, là cái người mà bạn yêu nhất, là cái người gọi là ngọn lửa sinh đôi của bạn, là một nửa tái sinh của bạn trong cái thế giới này hiện tại, thì chính cái người đó họ sẽ đánh thức tất cả những cái hạt giống đó. Tại vì bạn đối với một người mà bạn không có tình cảm nhiều thì họ có làm gì cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, nhưng một người mà có cái tương tác với bạn về cái mặt linh hồn rất là sâu sắc thì cái người đó chính là cái bài học rất là lớn của bạn. Và nếu như mà một cái người mà có năng lượng ngọn lửa sinh đôi á, thì sẽ học một bài học, nhiều bài học, rất rất nhiều bài học cùng với một người, đúng không bạn? Còn nếu như á, mà bạn chỉ có một cái năng lượng karmic relationship thôi, là giống như mình với họ có một cái nghiệp nợ với nhau, mình trả hết thì thôi, mình trả hết thì mình có thể là mình xây dựng được cái duyên lành, được cái gì đó ha. Nhưng mà cuộc sống con người thì đến đây với là duyên là nợ. Rồi, bạn đã xem rất nhiều trải bài của mình thì mình cũng hay khuyên á, là nếu như mà thật sự bạn muốn có một cái sự tinh tấn tốt đẹp, tu tập trong cái cuộc sống này, thì bạn phải quen nhiều người. Quen nhiều người ở đây á, không phải là nói rằng là bạn phải bạn không chung thủy hay không này kia, nhưng khi bạn quen nhiều người bạn sẽ nhìn thấy được nhiều cái khía cạnh của cuộc sống, bạn sẽ mở rộng được cái nhân sinh quan của bạn, và bạn sẽ không có bao giờ mà bạn bị một cái năng lượng bị tù túng, bị ở đó với những suy nghĩ không có thoát được ha. Rồi, với cái năng lượng này á, thì mình thấy trong cái thời gian kế tiếp á, bạn ưa chuộng cái sự một mình để mà học cái bài học của bản thân của mình ha. Cái đối tượng tình cảm của bạn hay là cái câu chuyện cuộc sống tình cảm của bạn là cái cuộc sống của bạn, mình thấy bạn kiếm được tiền hoặc có người cho bạn tiền, có người cho bạn một cái lọc lá, một cái tiền bạc gì đó. Và trong cái tương tác này bạn sẽ ngắt kết nối với cái đối tượng ngọn lửa sinh đôi của bạn, và bạn sẽ gọi là yêu đời, yêu bản thân, yêu cuộc sống của mình hơn, và bạn sẽ có cái sự move on, tiến về phía trước. Bạn sẽ không có còn mắc kẹt trong những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ cũ nữa ha. Bạn sẽ lý trí hơn, bạn sẽ thành công hơn, bạn sẽ suy nghĩ một cái cách là rõ ràng rạch ròi, chứ không phải là đem những cái năng lượng mà tiêu cực hay gì này kia để mà khiến cho cái cuộc sống của mình nó mệt mỏi ha. Nói chung đó là một cái năng lượng healing the past, bạn sẽ chữa lành cái quá khứ của mình ha. Và mình nghĩ rằng bạn sẽ có thể gọi là có cái sự gọi là hành động cho chính bản thân của mình, và bạn sẽ tái sinh lại, tái sinh từ cái đống tro tàn. Và mình nghĩ là bạn đã sẵn sàng cho một cái những cái cơ hội mới và cái sự lãng mạn trong cái cuộc sống tình cảm của bạn nói chung ha. Trong cái năng lượng này á, mình nghĩ là sẽ có người theo dõi hoặc là kiểu như stalk bạn thông qua mạng xã hội. Nhưng mình thấy bạn, bản thân của bạn trong giai đoạn này là bạn không ưa chuộng cái việc là nói hoặc là tranh cãi. Nếu kêu bạn đưa ra những cái ý tưởng, những cái điều này điều kia để giúp cho cái cuộc sống của bạn có thay đổi hoặc là công việc của bạn tốt, thì bạn sẽ ok cái chuyện đó, hoặc là bạn sẽ nói rõ những cái quan điểm của mình, chứ bạn sẽ không ưa chuộng những cái cãi nhau hoặc là vặt vãnh hay là các thứ cái ha. Mình thấy bạn được học cái bài học về mặt tâm linh rất là nhiều, bạn sẽ học được, bạn phải học, và kiểu như bạn sẽ kết nối với bản thân nhiều hơn. Và mình cảm nhận là sâu sắc trong bản thân bạn nó có một cái gì đó, một sự cô đơn ha. Cái sự cô đơn này nó cũng có thể chính rằng là bạn
chưa tìm được cái môi trường, những cái người xung quanh phù hợp để bạn bộc phát, để bạn bộc lộ đó. Và cũng là một cái dạng mà chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến bản thân của mình, yêu thương bản thân của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì có những người làm ra rất là nhiều tiền nhưng mà họ không có cảm thấy hạnh phúc. Và đó là cái vấn đề về cái tinh thần các bạn ha. Đó là cái vấn đề về cái tinh thần. Cho nên là tiền bạc đôi khi nó giải quyết được nếu như bạn biết sử dụng cái tiền bạc đó để làm hài lòng và vui lòng chính bản thân của mình ha. Ví dụ bạn thích cái gì đó, bạn chịu khó, bạn bạn trích ra để bạn làm cái điều đó cho bản thân của bạn ha. Rồi, năng lượng này của bạn thì mình thấy là bạn sẽ rõ ràng hơn, bạn sẽ tin tưởng bản thân hơn. Và bản thân của bạn nha, mình thấy rằng là bạn sẽ cởi mở và sẽ đón nhận rất là nhiều cơ hội vô trong cái cuộc sống của bạn. Mà năng lượng này của bạn á, đó là bạn sẽ có cái vận tốt đến, cái vận tốt của bạn sẽ đến ha. Mặc dù bạn nghĩ rằng là cái người đó, cái đối tượng đó hoặc là những cái vấn đề đó tại sao lại không có còn như xưa nữa, thì mọi thứ nó đều phải có cái sự cải tân, phải có cái sự cải cách, phải có sự tân trang. Và nói chung trong cuộc sống á, thì nó sẽ có cái thời kỳ những cái điều gì đó nó sẽ thay đổi. Xa mặt cách lòng có nghĩa là mình không có tương tác nhiều, hoặc là đường không đi thì đường cũng sẽ mọc đầy cỏ dại, người ít qua lại thì sẽ thành người dân. Cái điều đó là cái điều rất là bình thường trong cuộc sống ha. Nhưng mình thấy bạn không có trăn trở về những vấn đề đó đâu nha bạn nha. Mình nghĩ là bạn sẽ đón nhận những cái sự cải cách mới theo cái chính cái con đường mà bạn muốn đi, và bạn sẽ có những cái động lực để phát triển bản thân mình hơn nữa đó. Bạn sẽ nói chung là bạn luôn không ngừng tìm tòi học hỏi thêm những cái mới, tiến bộ hơn trong cái cuộc sống của bạn đó. Cái đối tượng đó của bạn á, mà mình thấy rằng là trong cái năng lượng này á, mình không biết rằng là một là cái tương tác 5D của bạn với cái đối tượng đó đó là có thể là theo dõi hoặc là kết nối nhau thông qua mạng xã hội, và còn có thể là trao đổi trò chuyện với nhau trong cái tiềm thức các bạn ha. Cái năng lượng này thì mình sẽ có cái sự gặp gỡ kết nối, và cái năng lượng này thì bạn sẽ là cái người chọn có cái đối tượng mà để mà bạn cùng nhau đi tiếp trong cái cuộc sống của bạn ha. Có nghĩa là bạn sẽ có cái cơ hội trong cái chuyện tình cảm, bạn sẽ gặp người mới đó, bạn sẽ gặp người mới, bạn sẽ đi ăn, đi uống cà phê, nói chuyện, bạn sẽ có nhiều cái cơ hội đó. Và mình nghĩ rằng là năng lượng này á, thì là năng lượng mà gọi như là có cái cơ hội công việc làm mới. Nhưng mà cái năng lượng này thực ra là mình vẫn cảm thấy rằng là cái khách quan á, khách quan có nghĩa là cái năng lượng của vũ trụ dành cho bạn á, nó không có tệ, nó rất là ok, nó rất là tốt. Nhưng mình vẫn thấy bạn rất là mệt mỏi, bạn rất là chán chường, bạn có những cái suy nghĩ, bạn bị mắc kẹt trong đó. Và mình cảm thấy cái điều đó không phải là cái điều mà vũ trụ mong muốn cho bạn khi mà bạn phải học cái bài học liên quan đến những cái nghiệp quả, hoặc là liên quan đến cái ngọn lửa sinh đôi của bạn ha. Vũ trụ cho bạn những cái điều nó cũng rất là tuyệt vời, nhưng bạn có thể là chưa có vượt qua được cái cảm xúc hoặc là những cái vấn đề về này kia. Nhưng mà mình thấy trong cái tháng 6 bạn sẽ cân bằng lại được nè. Bạn sẽ yêu thương hoặc là tìm kiếm những cái năng lượng yêu thương cho bản thân của mình nè. Bạn rất là bận rộn trong công việc của bạn nữa nè. Đó. Đó, cái đối tượng của bạn á, rất là gia trưởng, cũng như là họ cũng hơi im hơi lặng tiếng, và kiểu như là chưa có một cái quyết định thích hợp cho cái câu chuyện tình cảm này đó. Cái người đó, đó họ cũng nhận định rằng là bạn đúng, nhưng mà họ thực sự họ không biết là bạn muốn cái điều gì trong mối quan hệ này. Họ vẫn chưa có đầy đủ cái câu trả lời mà họ mong muốn. Cái tiếp là cái người này có cái tôi và cái ego của họ rất là cao ha. Cái người này có thể là họ vẫn còn nghĩ về bạn, vẫn còn chờ đợi bạn đó. Đôi khi á, là họ cần thêm cái thời gian, và họ cảm thấy là họ có lỗi hoặc là say sorry bạn, nhưng mà có thể là họ cũng không muốn mất đi bạn. Nhưng mà nói thật ra cái tình cảm này nó cũng hơi gọi là chưa đủ thu hút, cũng như chưa đủ cái này kia để mà khiến cho cái năng lượng của mối quan hệ này nó được nâng cao. Thí dụ như bạn hỏi rằng là chờ đợi được hay không, thì mình sẽ trả lời là chờ đợi vẫn còn một cơ hội. Nhưng mà bạn nói rằng là bước lên một bước nữa hay không thì mình không dám chắc, bởi vì mình cảm thấy ở đây á, là cái người này là bài học của bạn, chứ không phải là cái người này là cái nơi đáp của bạn ha. Cái người này sẽ là cho bạn nhìn thấy được rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống của bạn, và bạn sẽ có gọi là đưa ra cái quyết định của mình một cách rạch ròi rõ ràng ha. Cái năng lượng này á, thì mình nghĩ là
không có cần nhau thì là không đúng ha, không có yêu nhau, không có tình cảm với nhau thì là không đúng ha. Nhưng mà có thể là có nhiều thứ họ không thể coi bạn là tất cả cũng như là chính yếu trong cái cuộc sống của họ được ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài của cung thiên bình ở đây. Bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox Facebook dùm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái trải bài của cung bảo bình ha bạn ha. Nếu như mà bạn nào mà bắt gặp cái video này ở hiện tại thì đây sẽ là năng lượng của tháng 6. Còn nếu như bạn bắt gặp video này ở bất cứ thời điểm nào sẽ là năng lượng tiếp theo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cung bảo bình coi là nó sẽ có điều gì trong thời gian kế tiếp nha. Diễn biến cuộc sống của bạn trong cái thời gian kế tiếp. Rồi đầu tiên là mình thấy trong cái năng lượng này sẽ có rất là nhiều những cái năng lượng giúp đỡ bạn gì trong mặt công ăn việc làm ha, hoặc là tiền bạc. Phải thực sự nói rằng là sẽ có, khi mà bạn càng thả lỏng bản thân của mình, càng thả trôi theo dòng chảy cuộc sống, càng cố gắng cho cái công việc hiện tại, cho cái kỹ năng hiện tại, thì mình thấy là bạn càng thành công. Đừng quan tâm xung quanh, đừng quan tâm quá nhiều thứ và cứ tập trung. Bạn phải học được bài học về sự tập trung ha. Bạn phải tập trung vô mục tiêu của bạn, bạn phải tập trung vô hiện tại, bạn tập trung vô bản thân bạn, đừng tập trung vô người khác. Thì cái năng lượng này của bạn sẽ có rất là nhiều cái sự thành công. Và cái thành công to lớn nhất á, mà bạn có được trong cái thời gian hoặc là cuộc sống kế tiếp á, đó là bản thân của bạn vượt qua nỗi sợ của bản thân mình. Và bạn thành công, có nghĩa là bạn không sợ nữa. Tôi sợ cái này, tôi sợ cái kia, tôi sợ tôi làm không được, tôi sợ này kia. Đó, trong khi là bạn chỉ cần, mình thấy là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội, nhưng mà bạn rất là phân vân hoặc là lo lắng hoặc là này kia, không biết là mình có thành công hoặc là tốt đẹp trong cái thời gian kế tiếp hay không. Thì câu trả lời của bạn sẽ là có nha bạn nha. Đó, trong cái năng lượng này của bạn là bạn đang tốt á, bạn đang tốt, bạn đang có một cái năng lượng chữa lành, bạn đang có năng lượng tập trung vào bản thân của mình á. Đó, rồi và mình thấy rằng là bạn hơi mệt mỏi trong việc là quá nhiều công việc phải làm. Nhưng mà trong cái vấn đề công việc của bạn sẽ gặt hái được tiền bạc, cho nên bạn yên tâm ha và bạn hãy cố gắng nha. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ nói là với cái năng lượng này thì mình sẽ thấy được là cái đối tượng tình cảm của bạn, mình thấy bạn sẽ có một cái liên kết past life relationship mà rất là đam mê với bạn. Và cái đối tượng tình cảm đó của bạn thực sự là họ nói rằng là họ có nhiều cái cảm xúc với bạn lắm. Họ ước gì họ có thể nói với bạn nhiều hơn, share với bạn nhiều cái tin tức hơn trong cái cuộc sống của họ. Đó, họ nhiều khi muốn truyền đạt đến bạn những cái lời chia sẻ tâm sự thông qua âm nhạc. Đó, mà mình thấy là cả hai người có một cái khoảng thời gian hoặc là có cái thời gian không có đúng với nhau. Gọi là giống như là thời nó chưa tới, hoặc là giống như là nó không có cùng một cái, nó không có đúng cái thời điểm. Và cái người này họ hối hận bởi vì họ giấu giếm bạn nhiều thứ, họ không nói cho bạn nghe, họ giấu giếm bạn. Nhưng mà cái người này cảm thấy rất là thu hút bởi bạn nha, họ cảm thấy rất là thu hút bởi bạn và họ muốn nhiều hơn một mối quan hệ bạn bè. Đó, và mình thấy là cái người này là họ nghĩ rằng là giống như là chia tay bạn là đơn giản, nhưng thực sự nó rất là khó khăn. Cái người này thì mình thấy rằng là họ không có sẵn sàng để có thể đối diện với bạn ngay bây giờ, nhưng họ vẫn còn ở đó, họ vẫn còn chờ đợi bạn. Nhưng cái người này rất là ích kỷ, họ khó bước ra khỏi vùng an toàn của họ, họ bị nghiện ngập cái cảm xúc với bạn, cái chuyện 18 cộng với bạn, cái sự đam mê với bạn. Và cái người này họ cũng như là đang có một cái giai đoạn cũng gọi là cởi mở đó, cởi mở ra, họ bắt đầu họ cởi mở ra để cho gọi là để mà cho bạn nhiều hơn trong một cái mối quan hệ tình cảm ha. Nhưng mà năng lượng này thì mình nghĩ là sẽ có một cái giai đoạn mà bạn sẽ có sự thay đổi về trong suy nghĩ của bạn rất là nhiều, hoặc là bạn sắp xếp lại cái cuộc sống của bạn rất là nhiều nha. Và mình thấy rằng là cái năng lượng này bạn sẽ hướng về phía trước nhiều hơn là quẳng về quá khứ, và cũng như là bạn kỳ vọng những điều phía trước tới nhiều hơn là bạn kỳ vọng ở những cái điều trong quá khứ. Nói thẳng là như vậy, bạn có thể là sẽ tập trung vào cái công việc nó sẽ tốt với bạn hơn trong cái giai đoạn này. Và mình thấy là nếu mà nói về đó, gặp gỡ hoặc là kết nối, thì mình thấy có một người cũng là thiên bình bảo bình song tử luôn, hoặc là một cái người này là bạn sẽ gặp lại, bạn sẽ có cái sự kết nối lại trong cái cuộc sống của bạn. Mà người này không phải là người mới, nhưng mà mình không chắc là người cũ, nhưng mà mình thấy là một là người cung thiên bình bảo bình song tử, hai là cung bạch dương như mã sư tử nha. Trong năng lượng này á, nếu mà nói là bạn rất là tốt á, thì cái năng lượng của bạn tốt có nghĩa là bạn bắt đầu bạn tập trung vào bản thân mình, bạn biết cách
điều chỉnh, biết cách vượt qua nỗi sợ của mình, biết cách vượt qua khó khăn. Nhưng mà cái vận khí của bạn xung quanh, cái khách quan của bạn là nó cũng mệt mỏi, nhưng mà bạn học được cái cách vượt qua thì nó sẽ là tốt ha. Rồi, với cái năng lượng này á, vận thế nó tốt đối với những người mà biết điều tiết bản thân, là đúng là cái năng lượng này của bạn rồi đó. Bạn thấy không? Rồi, những cái hành động mà mình bất cần, bất chấp, bừa bãi, mình bị cảm xúc dẫn dắt, mình say sưa trong cái cảm xúc vui thú của bản thân mình, thì nó sẽ rất là dễ lệch đường, lệch lối ha. Đó, rồi những cái hành động và những cái lời nói bất cẩn của mình sẽ gây ra tổn thương cho người khác. Đó, mọi thứ bạn phải vừa phải. Giống như là mình nói cảm xúc của mình lên nhưng có tổn thương người khác hay không phải xem xét. Không tham lam quá sẽ rất dễ mất đi cơ hội. Nhưng cái này là chỉ là nói là ý là giống như dặn bạn thôi, khuyên bạn thôi, chứ thực ra là trong cái năng lượng này mình thấy bạn là một người rất là kiên nhẫn, và bạn sẽ vượt qua khó khăn và có những cái cơ hội, chứ bạn không phải là một người tham lam. Nhưng mà bạn phải tiết chế, biết lượng sức mình. Đó. Thật ra thì mình nghĩ trong cái năng lượng mối quan hệ tình cảm của bạn, mình nghĩ là nó cũng sẽ có một cái cơ hội cho bạn với lại cái đối tượng đó ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng mà mặc dù là hai người á có cái kết nối với nhau và có cái cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng mà cả hai người còn có rất là nhiều thứ khác biệt nhau, và nhiều khi cái việc tách nhau ra là cái việc cần thiết, cái việc mà mình phải học cái sự độc thân của mình đó. Mình học trong cái sự độc thân của mình, và mình gọi là mình cũng gọi là có một cái giai đoạn để chữa lành, để giống như là bớt áp lực, để mà đặt xuống bớt áp lực. Thì trong cái năng lượng này á, trong thời gian sắp tới á, nếu như mà bạn đã giữ tốt cái tinh thần rồi á, thì bạn hãy đi tiếp nha. Tại vì mình thấy là bạn sẽ healing đứa trẻ bên trong, và bạn sẽ phát triển một cái cách rực rỡ hơn và tốt hơn. Thì trong cái câu chuyện tình cảm của bạn, một là người khác, người đó đó họ cũng chỉ xem bạn là backup thôi, giống như là họ chưa thể dành hết cho bạn. Nó backup á, thì nó nghe cũng hơi tiêu cực, nhưng mà kiểu như họ không phải là không có tình cảm với bạn, nhưng mà họ không thể nào đưa bạn lên là cái sự lựa chọn duy nhất, đầu tiên, hoặc là trên hết, hoặc là cao nhất được ha. Cho nên á, là mình luôn luôn nghĩ về người khác á, mình thông cảm cho họ, mình thông cảm cho họ để mình phát được cái tâm của mình, nó không có oán hận, nó không có giận hờn, nó không có gọi là mình đừng có điên loạn, mình đừng có giống như là bị overload quá cảm xúc và bị những cái tiêu cực nó xâm lấn đó. Thì mình nghĩ như vậy, không phải là mình khoan dung hay mình độ lượng hay là mình quá là ngây thơ, mà là mình làm như vậy để mình giải phóng bản thân của mình. Chỉ có khi mình không có hận thù thì mình mới có thể bình an được thôi, còn trong lòng mình quá nhiều hận thù mình không có bình an được ha. Và cái năng lượng này á, thì bạn chọn cái sự bí ẩn, ẩn mình nhiều hơn là cái việc là comeback với cái gì đó mà sự thể hiện đó. Và mình thấy là bạn cũng là sẽ có một cái sự tìm kiếm cái đối tượng phù hợp với mình, cái đối tượng hiện tại, cái đối tượng quá khứ, cái đối tượng tình yêu, người yêu cũ, cái đối tượng đó bạn sẽ rất là dễ mắc kẹt trong đây nha. Bởi vì bất đồng quan điểm, bởi vì nhiều thứ, bởi vì cái sự lạnh lùng của người đó, bởi vì rất là nhiều thứ, và bạn bị mắc kẹt trong đó, hoặc thậm chí là mắc kẹt trong cái sự im lặng, cũng như là mắc kẹt trong cái việc là gọi là có người thứ ba, hoặc là bị block lại cái sự tương tác ha. Đó, thì mình thấy trong cái năng lượng này là bạn sẽ cố gắng để mà giải phóng bản thân của mình ha. Và mình thấy là vũ trụ sẽ mang đến cho bạn một cái bất ngờ to lớn, đó là một cái tình yêu và một cái sự bảo vệ. Và mình thấy là bạn cố gắng đi, mặc dù mình biết cái con đường của bạn nó cũng chưa có hoàn toàn là mở rộng, nhưng mà bạn sắp tới bạn vừa được vũ trụ cho bạn một cái tình yêu, và vừa được ra quyết định ha, giống như là mình chọn ai hoặc như thế nào mình ra quyết định, và bạn lại tiếp tục cái hành trình để khám phá hoặc là tìm kiếm chính bản thân của bạn trong cái niềm yêu thương ha, trong cái sự yêu thương của mọi người xung quanh. Cái năng lượng này của bạn á, đó là cái bài học và cái karmic relationship hoặc cái ngọn lửa sinh đôi của bạn nó rất là lớn, và mình nghĩ là bạn rất là mệt mỏi để trải qua cái năng lượng đó. Cho nên là để mà định tâm, để mà ổn định, để mà thôi tới đâu hay tới đó, mình không có lội ngược dòng, cái điều đó là một cái bài học nó cũng rất là lớn nha bạn nha. Rất cực kỳ là khó khăn chứ không phải đơn giản, nhưng bạn phải cố gắng làm được. Mình không có lội ngược dòng thời gian, nếu người ta trân quý mình, người ta sẽ không ý là nếu như mình với người ta có cái duyên sâu vậy thì người ta không thể nào để mình đi một cái cách đơn giản như vậy ha. Còn nếu như mà họ đã để mình đi là họ không làm gì khác được cả, nếu họ làm được thì họ đã làm rồi ha. Đó thì mình thấy cái năng lượng này như vậy, các bạn đón nhận cái mở nha. Xin chào bài riêng, có thể inbox giùm mình, hoặc là có thể
donate cho kênh, đóng góp cho kênh ở cái thông tin bên dưới ha. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Ok, bây giờ mình sẽ đến với trải bài của cung song tử ha. Nếu như mà bạn xem cái trải bài này ở cái năng lượng hiện tại thì đây sẽ là năng lượng của tháng 6. Còn nếu như mà ở bất cứ lúc nào bạn gặp cái video này thì có thể là đây sẽ là năng lượng của cái thời gian kế tiếp, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Thì đầu tiên á, mình sẽ thấy cái năng lượng cuộc sống của bạn nó có một cái may mắn là cái sự đoàn tụ gia đình, nó có một sự ấm áp trong gia đình ha bạn ha. Nó có một cái gì đó home sweet home, nó rất là kiểu như là ấm áp, nó kiểu như là đoàn tụ, kiểu như là chia sẻ, nó kiểu như là mình sẽ cảm thấy là gia đình nó sẽ có những cái buổi gặp gỡ nhau ăn uống hoặc là xem phim hoặc các thứ ha. Đó, thì cái năng lượng này mình thấy là bạn rất là khoe sắc thấm, bạn rất là tuyệt vời. Có thể là bản thân bạn open và mở ra được rất là nhiều những cái cơ hội trong cái cuộc sống của bạn. Và mình thấy rằng là bạn nhìn thấy rất là nhiều cơ hội và bạn cân bằng được bản thân của bạn, và bạn biết cái sự điều chuyển, bạn biết cái sự lắng nghe nhiều hơn. Bạn có cái sự lắng nghe nhiều hơn đó. Với trong năng lượng này thì mình thấy một cái sự giải phóng bản thân của bạn rất là lớn nha. Và chính vì cái sự giải phóng bản thân đó của bạn á, mà mình thấy cái đối tượng tình cảm của bạn rất là nhớ bạn nha, rất là nhớ bạn. Và trong cái năng lượng này á, nếu như mà cái đối tượng đó của bạn mà họ không có cam kết á, thì chắc chắn họ sẽ muốn cam kết với bạn đó nha. Còn nếu như họ có cam kết rồi á, thì bạn là một cái người mà rất là hấp dẫn họ, người này cảm thấy bạn rất là hấp dẫn họ. Và kiểu giống như là cái người này họ đôi khi họ cũng khá là ghen tuông nha. Họ cũng khá là ghen tuông, và mình thấy là họ cũng đang chờ đợi rất là nhiều những cái dấu hiệu tín hiệu từ bạn, và họ cảm thấy là bạn rất là thu hút, bạn rất là hấp dẫn. Đó, cái người này họ muốn nhiều hơn một mối quan hệ bạn bè với bạn, họ muốn cái sự đoàn tụ, muốn một cái sự kết nối ha. Thì thí dụ như mình bạn chưa có gia đình á, thì đó là gia đình cha mẹ của bạn hoặc là gia đình của bạn, đó là tùy theo bạn xem thì phải chọn lọc cái thông tin nha. Ví dụ như bạn chưa có gia đình thì chắc chắn là bạn sẽ có những cái cuộc đoàn tụ ăn uống với gia đình cha mẹ. Còn nếu như mà bạn đã có gia đình riêng rồi thì cái năng lượng này rất là dễ được sự bảo vệ từ cái gia đình người chồng của mình đó. Mà cái năng lượng này thì mình thấy nó cũng còn nhiều cái gọi là cái sự cởi mở năng lượng lắm, chứ không phải nó chỉ có một cái mức năng lượng là gia đình với nhau không ha. Nếu như cái đối tượng đó của bạn có gia đình rồi thì bạn là người thứ ba, thì bạn cứ xem tiếp coi cái thông điệp nào là dành cho mình ha. Có thể cái đối tượng tình cảm của bạn họ cũng đang sum họp với cái gia đình của họ, đó là như vậy đó. Với cái năng lượng này thì mình thấy rằng là cái người này họ muốn gọi là họ muốn chiếm đoạt bạn, giống như là họ cảm thấy là khi mà bạn xuất hiện trong cái cuộc sống của họ là họ cảm thấy là giống như họ rất là khao khát, họ rất là ngưỡng mộ, họ cảm thấy bạn rất là tuyệt vời. Mà cái người này cảm thấy hai người đôi khi có những cái giai đoạn mà cái thời gian nó bị lệch nhau á đó. Cái người này họ chưa có cân bằng hoàn toàn hiện tại đó. Bản thân của bạn á, cái thời gian này có cơ hội gặp thêm người mới, mà bạn cũng bị cái cảm xúc nó hành hạ rất là nhiều đó. Trong cái năng lượng này á, nếu như mà có đối tượng tình cảm hay có gia đình hay cái gì đều phải cẩn thận người thứ ba, hoặc là một những cái mối quan hệ tình một đêm, hoặc là bóc bánh trả tiền gì đó ở bên ngoài đó. Trong cái năng lượng này thì mình thấy là những cái đối tượng tình cảm, bạn bè, hoặc là có cái cuộc uống cà phê, đi uống cà phê, hoặc là chia sẻ cái cuộc sống một cái cách thoải mái nhẹ nhàng đó. Cái năng lượng này là bạn tiến thì bạn sẽ có lợi, bạn lui về bạn sẽ không có lợi. Nhưng mà năng lượng này sau cái khoảng thời gian mà hai người tách nhau ra, hay cho dù hai người ở đâu đi chăng nữa, thì cái người này rất là nhớ bạn. Và mình nghĩ rằng là bạn bận cho cái việc là làm đẹp bản thân của bạn, bạn bận cho cái việc là tập trung vô cái cuộc sống của bạn, bạn bận cho cái việc tu tập của bạn, và bạn bận cho cái việc gọi là bạn không có gặp mặt họ trực tiếp được, nên mọi họ có nhắn tin hay là gì đó là hoặc là theo dõi bạn thông qua mạng xã hội, thông qua online đó. Thì cái người này thực sự là họ rất là nhớ bạn, và mình cảm thấy câu trả lời nó sẽ đến với bạn nhanh thôi. Cái người này họ sẽ có thể là bày tỏ là nhớ bạn, hoặc là muốn có được bạn, hoặc là kiểu như là cảm thấy bạn là một người mà họ hiểu họ, hoặc là họ không thể thiếu trong cái cuộc sống á. Mình thấy cái năng lượng này là như vậy á. Cho dù họ hành động như thế nào thì trong lòng của họ mình vẫn cảm thấy là họ cảm thấy bạn rất là ngọt ngào. Họ cảm thấy bạn rất là ngọt ngào, họ cảm thấy là họ rất là muốn kết nối với bạn, cho nên bạn phải càng tỏ ra lơ là họ một chút.
một chút thôi nha, chứ mình không phải là nói nhiều. Lơ là một chút là kiểu như là mình biết, mình công nhận cái tình cảm họ dành cho mình là như vậy, nhưng mà mình cứ lo cái cuộc sống của mình cứ tin tưởng cái mối quan hệ này, cho họ một cái niềm tin, đừng có giống như là đừng có ghen tuông, hoặc đừng có quá là gọi là điều tra cái cuộc sống của họ. Tại vì nếu như thực sự họ yêu thương mình, họ sẽ không bao giờ họ để cho cái câu chuyện tình cảm của cả hai người nó bị lơi là đi, họ sẽ tự chủ động, họ sẽ tự chia sẻ những cái cảm xúc ha. Chứ còn những cái như là quan tâm quá nhiều về cái cuộc sống của họ, quá nhiều nha, chứ không phải là còn quan tâm ở một mức độ nào đó, thì dĩ nhiên là người yêu với nhau hay gì là mình vẫn nên quan tâm, nhưng mà quan tâm quá nhiều giống như đi đâu làm gì, làm cho mọi thứ rối tung lên đó, thì bạn không nên ha. Đó thì mình thấy là bạn rời khỏi được cái quá khứ đó, rời khỏi được cái sợi dây đó, bạn tự nhiên bạn relax được, cái bạn tươi tỉnh, cái bạn bước ra cái giống như là ánh sáng nó tràn ngập, giống như là người ta nhìn bạn, người ta thích bạn quá, cái bắt đầu người ta tặng quà, người ta theo đuổi, cái bắt đầu cái sức hấp dẫn của bạn tăng lên, cái bắt đầu cái người đó đó họ lại bắt đầu họ tiếc ha, họ tiếc và họ kiểu như là phải ráng đấu tranh để có được bạn. Nhưng mà cái năng lượng này nó rất là dễ có cái năng lượng đó là hả. Cái nền tảng của bạn vững chắc quá, cái nền tảng của em vững chắc quá, cái nền tảng của em tốt quá, đúng không? Em vừa xinh đẹp, vừa là hậu phương, là vừa điềm đạm, mà lại mang cho họ một cái cảm xúc nó rất là tuyệt vời ha. Đó là tràn trề nhựa sống, phải gọi là vậy. Bạn sắp tới sẽ là một cái phiên bản tràn trề nhựa sống ha. Rồi bạn tự tin lắm, bạn tự tin mà bạn vui vẻ, bạn thoải mái đó. Có thể là gặp những cái vấn đề mối quan hệ ba người hay gì, bạn có đau khổ hay gì, bạn cứ dìm xuống và bạn cứ lạnh lùng lý trí mà sống, thì cái người này họ sẽ tự họ quay trở lại thôi. Người cũ là quay trở lại đó ha, người cũ là quay trở lại đó. Mình cảm thấy là người cũ là quay trở lại. Còn bạn muốn như thế nào là quyền bạn lựa chọn, không lựa chọn người cũ nữa thôi, không sao cả ha. Thích thì chọn, không thích thì không chọn nữa. Nhưng mà có thể là giữa hai bên sẽ có cuộc gặp gỡ hoặc nói chuyện với nhau đó. Ở trong cái năng lượng này thì làm những cái việc công việc hay này kia trong cái chuyên môn của mình là tốt nha, trong cái chuyên môn của mình là tốt, không có nên làm những cái việc ngoài chuyên môn của mình. Thuận tiện những cái việc nhỏ, còn làm việc quá lớn thì ở đây không đảm trách được những cái năng lượng quá lớn đâu ha. Giữ nguyên cái trạng thái tốt đẹp này hiện tại. Đó. Tiến thì có lợi nhưng mà lui thì có hại ha. Thì giống như là giữ nguyên, có nghĩa là giữ cái phong độ của bạn ha, giữ cái phong độ, giữ nguyên cái trạng thái của bạn á. Bạn phát triển lên tốt và giữ nguyên cái trạng thái đó đó. Rồi công việc của bạn á, nói chung là mình thấy là bạn trải qua giai đoạn này bạn có nhiều sự thay đổi trong cái nội tâm của bạn, nhưng mà bạn rất là rập rò rõ ràng và bạn rất là mạnh mẽ, chứ bạn không phải là lụy tình hoặc là lụy ha. Có thể là bạn suy nghĩ rất nhiều, hoặc là bạn cũng đã từng mắc kẹt trong cái cảm xúc đó, hoặc là bạn cảm thấy phân vân rất nhiều thứ, nhưng mà bạn không có bị cái năng lượng tệ là năng lượng lụy. Và cái năng lượng này của bạn á, thì mình thấy là nó sẽ là năng lượng kiểu như là có cái cơ hội công việc làm mới nữa, có thêm cơ hội công việc làm mới, có tin tức vui vẻ về cái câu chuyện tình cảm của bạn, rồi gặp gỡ nhau, đoàn tụ vui vẻ đó. Cố gắng giấu những cái sự thất vọng vô để mà mình giải phóng bản thân của mình, để khi mà người ta kết nối với mình, người ta cảm thấy nhẹ nhàng ha. Còn dụ mình cảm thấy cái người này không xứng đáng nữa, mình không thích họ nữa, mình không muốn cho họ bước vào cuộc sống của mình nữa, thì mình có quyền đẩy người ta ra luôn đó. Còn nếu như mình muốn giữ người ta ở lại thì mình phải gọi là mình phải khéo, bằng khéo không phải là khéo che đậy cảm xúc, mà làm như là phải khéo trong cái việc tương tác làm sao để họ không buông được mình, để kiểu như mình nắm níu, mình kéo họ về một cái cách âm thầm, ví dụ là vậy đó. Nhưng năng lượng này cũng có sự vất vả trong này, chứ không phải là ấy đâu nha, cũng có sự vất vả trong này đó. Công ăn việc làm thì phải học thêm kiến thức này kia nha, chứ không học thêm kiến thức này kia là cũng sẽ mệt mỏi nhiều ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài của cung song tử ở đây ha. Bạn xem trả bài riêng có thể inbox Facebook giùm mình, có donate cho kênh thì có thông tin bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.